Lấy xe pin nói anh ơi, con 13 con nữa. Tốt quá anh Bình ơi. Thưa sức đang mùa nha. Em biết anh ơi. Đó, đây là đang đây là con 64 con. Thưa sức 65. Đúng rồi anh. Quay khó quá. Bông 23. Con 64 lồng là con 14 con nữa là vào top 50. Con 14 con nữa vào top 50, vòng 23 nha. Thưa sức về 6130 ấy. Đại lý còn kết thúc rồi các bạn. Con 3 đã ghi lại sau đây, con 16 có mặt số màu vô trận. Con 1 số màu yếu ăn lâu. 119 thi đấu không xuyên suốt tự động. Nhắc nhở cho Kim, con 14 101 đấu không xuyên suốt ăn uống lâu, em bất hình, cực hào. Một con hai hai cắt chân nó không di xuất này và thời gian đi đấu 196. Đúng rồi, hai con gần nhau lúc này thưa sức để ngoài, bây giờ mới thưa sức mới chuyển vào giữa. Thưa con khoảng 10 con nữa là vào top 50 anh.
Được rồi. À rồi rồi mời. Khó lắm em ơi, chưa vào tốp nữa. Chưa vào tốp nữa. Đà Lạt vô tới đây là ngon lắm rồi. Anh mới là lên Đà Lạt anh đi được không? Hoặc cái thằng này đi. Hôm lên Đức Trạng đấy, ông mẹ hôm qua tôi sạch rồi. Ông Đức Trạng mưa rồi. Cách thằng này vào đi à? Anh nghỉ nhau nè. Vậy nên chúng ta còn 50 chiếc nhất đi. Con 59 con 9 con nữa nha anh em. 9 con nữa vào tốt. Các bạn này cho cái điều, đây là những vòng xét tốt cho nên các nghệ nhân chúng ta phải quan sát kiểu chi mình và so sánh chi mình với chi xung quanh. Các bạn này cho cái điều, vòng 24 bắt đầu. Vòng 24 nha anh em, con 9 con nữa vào tốt nha. Vâng, trọng tài đang cắt nhắc tập kim 063-178 hai chú kim này vô chụp, nhưng mà chú kim nào xuống còn cánh. Vâng, 24 chú kim nào vô chụp khoảng 2 phần 3 thời gian thì ông kim đó sẽ tạm dừng được chơi. Quỳ, không sao lắm, không sao sao. Không, em không muốn tắt đâu, điều anh em bà ban tổ chức họ không cho thì mình phải tắt nhé, sợ. Bây giờ gần hết giờ thì cũng được. Còn bình thường em quay bình thường mà. Có rõ không? Thưa sức đang lẫn vào bên này. Chưa vào tốp bằng ơi. Còn hai con 59 con là con chín, còn loài chín con nữa là vào tốp 50. Thưa sức của dự đang còn vòng 24 rồi. Con 59 con. Loài chín con nữa là mới vào tốp 50 chứ chưa phải xe đâu. Tốp 30 mới có xe nha. Khó lắm em ơi. Thưa sức phía sau này. Thưa sức phía sau chéo quỳ này. Thưa sức bên trái sau 130 em. Quỳ bên phải trước. Con chín con là vào tốp đấy. Không. Mình không sầu sầu, không sầu sầu, không sầu lắm phía sau. Sau 130. Thưa sức không sầu lắm. Bằng lực con em ơi. Rin phẳng lực không đâu rin.
tài chú ý con 24 còn 1 phút nữa. Rin lên phản lực mất rồi, phản lực mất rồi, phản lực á. Mơ phải ngăn nè. Chưa chuẩn bị. Ê, đạp mặt không sao cả. Đuổi rồi. Hơi đuổi anh em. Đã kết thúc vòng 24. Hôm nay các thí sinh bị loại sau đây: con 73, đấu công xuyên suốt, xuôi màu, giảm giọng. Con 73 xuống đường rồi. Con 73 đi đâu rồi? Dùng rồi. Và chúng ta nhớ là ưu tiên số đấu đi trước. Hiện nay là 4 góc, trước tiên 187 đi trước, chưa hạ xong. Chú Kim 071, lo mặt 2 phần 3 thời gian thi đấu, kể đầu. 014, ăn uống nhiều, chậm cầu. Cảnh ơi, cạnh nhau ấy. À, 130. Thưa sức sau anh. Thưa sức con đẹp lắm. Con 97. Nhảy vô vơ, đấu con xin xuất. Tuy nhiên con 97 đã bị loại cuối cùng. Ở vòng 24. Hơi đuổi ấy. Hả? Con đi lại bao nhiêu con? Phải không? Đúng rồi, thưa chứ không sợ lắm anh. Đào Quốc Nam, Nguyễn Quốc Đại, Nguyễn Quốc Đại, Nguyễn Quốc Đại, Đào Quốc Nam, Nguyễn Quốc Đại, Nguyễn Quốc Đại. Và nhóm thứ hai, nhóm thứ hai Tết Thị Hùng, Đoàn Thế Vinh, Bùi Chí Tâm. Tết Thị Hùng, Đoàn Thế Vinh, Bùi Chí Tâm, muốn đối diện. Trái Thanh Huy, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Liên, Hà Cảnh Hoài Thơ. Nhóm cuối cùng, Nguyễn Viết Hải, Tô Lê Linh và Phạm Văn Lâm. Chúng ta nhiều 4 nhóm. Công Vinh Hùng. Chúng ta mỗi nhóm cử ra một người viết biên bản cho nó lẹ, đỡ mất thời gian. Còn đây là những lần xác tốt cho các nạn nhân của ta quan sát. Trước khi nào bị loại, trước khi nó mới được sự đổi được 3 trọng tài, trước khi nó mới loại. Chưa vào tổng. Trọng tài cho tín hiệu, vòng 25, bắt đầu. Đừng ăn. Đưa sức. Ăn nhiều đưa ăn. Đưa sức sâu nha, tốt nha, quỳ đang ăn. Ăn rất nhiều. Ăn nhưng mà mình ra cầm nha. Còn 3 con nữa nha anh em. Không, con không phải đủ. Con 53 lông, là 3 lông được bao tốt.
52. Còn hai con được vào tốp. Đứng cây. Hiện nay trên sàn còn 52 đứng yên, chúng tôi sẽ loại ngay. Và bốn nhóm trận này chúng ta có kết quả thông báo. Chúng ta không cần hết giờ. Đó. Giật, dạ, dạ, dạ. Cái con sầu sầu này nó vừa rơi nó ăn nhiều ra đó chứ nó tột coi. Còn đánh nó còn tốc quá. Dạ. Con sầu lắm thì chắc rồi. Còn sầu sầu này hơi hơi ăn. Hai con hả? Sầu sáu với con nào nữa? Sầu sầu có sầu lắm thì sầu sáu một 30. Dạ. Chứ sầu sáu nó còn với nó còn tốt quá. Dạ. Nhưng mà nó rồi nó ăn sầu sầu bây giờ nó ôm lại cái nó ra giảm liên tục nữa. Vâng, con nhiều chuyện bến để so sánh anh này. Phần lực xuống rồi anh này. 50 mấy con, một bên còn có xìa lông rồi. Rồi 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 rồi. Vâng, tốt rồi. Bên đi xìa lông rồi. Bên đi xìa lông rồi. Đó, tốt rồi. Rên, rên. Rồi, 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 rồi. Vào cờ rồi nha, vô rồi. Và hai đứa em này là đội trẻ bạn. Đứa em đầu tiên, con 96 Nghĩa Long, tặng dân cuộc chơi. Con 07 Nghĩa Long 1, tặng dân cuộc chơi. Oh. Oh, vô rồi anh em nha. Tụp rồi, hai con vào tụp rồi nha. Chưa có xe, chưa có xe, 30 con mình có xe lận. Đang còn qua về thôi, chưa có xe. Đâu tim, đúng đâu tim, nhưng mà... ba mươi con mình có xe, bây giờ là đang tụt 50. Đây là có dài thôi, con... Đến, đến. Quay anh Sơn vô quay. Quay anh Sơn vô quay. Quay anh Sơn vô quay. Về rồi nha, không được phạt nào nha. Thừa sức mạnh lắm. Thưa sức giảm mang lắm. Vòng chọn có 40. Chúng ta lại 10 chú chiên. Vòng chọn có 40. Bắt đầu. Và cái gì ăn đây là những vòng phá giải có tốt. Những chú chiên nào có giải nghĩa nhưng không chết trẻ chú chiên đó sẽ tạm dừng cuộc chơi. Chú chiên nào lơ chim chậm nhịp ăn lâu vô chụp xuống 4 nhiều lần thì chim đó phải tạm dừng cuộc chơi. Đây là đã có giải rồi. Và ngoài ra những chú chim khi đã có giải chú chim thiếu quá nhiều lông ra giọng máy quái là những chim đó cũng tạm dừng cuộc chơi. Nghe nha, chúng ta phải tập trung quan sát. Đây là những vòng chúng ta gây cấn nhất. Những vòng chúng ta phải tập trung cao độ so sánh như mình với chim đang chạy. Quái thủ không thấy. Đúng đấy, không sao sầu, không sao lắm đó. Siêu động cơ em không thấy anh ơi. Có nghĩa là em không để có con không.
Dạ ok, cảm ơn anh. Quái thú có lẽ là loài thôi. Bây giờ đang top 50. Đang top 50. Đang là top 50 nha anh em. Các giáo viên đạt giải top 50. Con 48 bị lo 1 đáng yếu. Các viên đầu tiên đạt giải top 50. Các viên 2 176. Thưa sức về 6 130 anh ơi. Em quay cả hai con mà. Thưa sức 65 sau 130 này. Các viên tiếp theo. Con 44 đấu kém chậm giọng bỏ mặt ăn nhiều. Con 19 đấu kém chậm giọng bỏ mặt thụ động. Lắm của anh biết. Thứ kem 187 ăn trên 3 lần xuôi màu quẹt tàu. 051 lơ mặt dù lỗ 2 lần. Con 10 nghĩa long. 179 nghĩa long 2 lần. 111 là thứ kem cuối cùng. Ở đây loài 10 con này đó. Rồi tập 40 nha, tập 40. Con 10 con nữa là vào xe. Đủ 10 con luôn em. Con 10 con nữa có xe nè. Đó, 10 con rồi. Mà vô vậy. Và đây là 40 đứa chim cho đến chiếc xe, hai chiếc xe của bác sĩ chim nào. Và chúng ta dành cho 40 đứa chim một tràng tay tập lớn nha. Vòng này chúng tôi vẫn loại 10 thí viên để chọn vào top 30. Các trọng tài cho thấy điều. Vòng chọn top 30 bắt đầu. Ấy quả quỳ ơi. Top 50 chúng ta được 6 triệu đồng không có cúp. Thank you.
kiểu là một tí xíu là hết. Hai bên này lúc này là nó tìm mặt đá tìm sâu mà có cái này cái nào mà hỏi cái này không đúng qua đây là những dòng có giải những chú chim phá hình thiếu quá nhiều đâu chạm cầu đứng có mua hơn buông chụp bỏ đấu xuống bố nhiều lần xuống cầu dưới quá lâu ăn uống trên ba lần những chim đó để tạm dừng cuộc chơi. Những con này những chim cãi rỉa những chim đó tạm dừng cuộc chơi. Quái thú 172 172 172 bên kia đúng là quái thú con nha anh em. Đang tụt vào 40 em ơi. Đang tụt. Và các con này chúng ta ưu tiên cái chim 198 là dự trước 171 hay gì đó. Đó, đó. Má nhiệt cũng ghê lắm. Cũng tìm điều. Quan sát tiêu thật kỹ cho mình có những cái chim rỉa lông rất lẹ thời gian vòng tròn top 50 còn một phút nữa các cộng đồng chúng ta tổng hợp kết quả và so sánh trên trang mạng của mình để đưa ra kết quả chính xác cuối cùng. Cho chị Thủy nha. Hai xe rồi. Chắc chắn hai xe rồi. Chắc chắn rồi nhưng mà đang chạy tụt 40 anh ơi, chuẩn bị tụt 30. Con 29 có kém chậm dọc bỏ mặt. Con 36 cắn chân quấy. Rồi 7 rồi. Chú chim 162 ăn uống quẹt đầu quá nhiều lần. Các cộng đài năm mỗi cộng đài mỗi nhóm năm ba cộng đài thì nó cử ra một người viên. Mày con đấy, mày con đấy, 2, 4 bây giờ chưa rồi 6, 7 con ba con nè, hai con nữa.
chú chim này có lỗi, các anh em ra nhìn thấy chú chim không thể bố chú chim này mà là đấu công xuyên suốt, lỗi chị quá lâu. 1-1-4-4 đấu công xuyên suốt, 2-0-0 xung vũ nhiều lần đấu công xuyên suốt. Rồi hai xe nha anh em, 2-0-0 hai xe nha, hai xe không riêng mà loại rồi, hai xe rồi nha anh em, hai xe rồi, hai xe. Hai xe đó chị ơi. Đây, văn ngủ thứ đây. Hai xe rồi. Đang tổng 30. Khoảng vòng 30. Dạ cảm ơn anh em nhé. Đã phê quá. Và đây là 30 chú chim đã đá chóng xe thành công và chưa đến chú chim nào nắm vô lăng. Hay quá quỷ ơi, quỷ hay quá anh em ơi. Chứ động cơ em không biết anh ơi, con có quái thú một xe. Lâm đang ăn. Mình để ý thôi, mình cứ để ý thôi. Con nào nói thiệt, con nào nói trắng thì. Giờ quỷ rồi. Huế hết rồi chị ơi. À đúng rồi, em cũng rõ chắc hết rồi. Huế cứ đi khoảng 4-5 con, nên mình còn 2 con thôi. Con 065 vẫn còn đây không? Dạ. Con 065 vẫn còn không? Dạ còn, dạ. Ừ, dạ. Quần này, 065 quần này. Dạ, dạ. Dạ. Quỳ dư đã sầu sầu đó. Một con sầu lắm chuyên sức đấy. Vì đây là đấu trường đẳng cấp, các chú chim chúng ta chỉ cần chậm chim, mất hình, mất bộ, chậm giọng thì những chim đó có khả năng tạm biệt mình chơi. Thì mình đánh nát cũng mình đã gần hết rồi. Thế là lại thấy còn cuối cùng con gì đó không dính rồi. Lượt đấu thứ nhất lại 6 chim đã có kết quả. Các tốt lượt đấu thứ nhất đi thằng nào cái tốt chim nào có lỗi. À xong lên chắc là vòng đây là họ cắt hai hàng luôn đấy. Và sau khi loại 6 chim ở và kẻ có 50 còn lại 2 con.
gần 1k này. Đúng rồi, chỉ phải 1k, 2k là hợp lý. Bố ơi, hai con bố chắc rồi. Tổng. Con cuối cùng chưa? Hơi hôm. Thế rồi. Ăn chuối, ăn chuối không chín đó. Hai hàng, từ từ. Hai hàng mày đẹp. Ăn mắc luôn. Ăn miếng chuối mắc miếng luôn. Còn xe rồi, còn xe rồi. Xe thì xe rồi, nhưng mà chủ biểu bố tổng 20 á. Đây có 24 con. 4 con nữa. 4 con nó bố tổng 20. Không có 6 con thôi. Rồi con nào con? Một ca này. Rồi để quay con nào. Quay quỷ trước nhá. Quỷ năm viên nhá. Mà quỷ đây. Đi quay lại đi. Mất cái đuôi này, mất cái đuôi này. Quá trời là đẹp. Quá trời đẳng cấp, quay lại. Rồi đã quay sơ sáu, thưa sức là đang nhầm giữa, ok nghĩ cả. Quay sơ sáu trước nhá. Quay là đúng rồi, quay thứ một quay hai. Quay ta không lai chim. Quái thú đây, 5 trường, 5 với quái thú đây. Đúng rồi, quỷ đối diện quái thú. Chắc là đẳng cấp. Thôi, chúng tôi chia làm hai bản để các bạn có một chiến dài và dễ quan sát. Ngay vị trí của đúng. Bản 1 là từ chiến dịch 174 và 197 về phía bên tay phải. Bản 2, 002 và 065 về phía bên tay trái của tôi. Thì kẻ nào có chiến dịch trong bản mình, hãy so sánh chiến dịch của 11 chiến dịch còn lại. Chúng ta hãy quan sát, so sánh chiến dịch của 11 chiến dịch còn lại. Hướng không sử dụng rất là nhiều. Cái gì? Thưa sức là đang mua máy nha anh em. Thưa sức này. Trời trời, cũng ra hơi rồi. Kẹt luôn. Từ từ thôi, hẳn vô chắc rồi chứ. Kẹt rồi. Tổ 20 chắc rồi chứ. Quay đây đó, cũng làm quay đây đấy. Thôi nha. Thôi nha. Thôi. Quỷ là đứng kế Du Lan luôn á. À đúng rồi. Quái thú xấu luôn ấy. Thưa sức con dòng chục rót rót. Sức quá trời mạnh. Đã có kết quả 4 cái viên. Rồi. Còn hai cái tổ ấp ơi. Đây thưa sức đây. Từ từ. Bố ra đây, bố ra quỷ bố tất cả. Bố ra đây, quỷ bố. Dạ. Từ đây, ba này chết mẹ rồi. Mày còn không? Hay gặp quý ơi. Chơi như này chết đi mày. Tuy nhiên 077 đấu nhá, chậm dòng. Ăn uống. Tuy nhiên 177 sẽ lắm đánh. 127 sẽ lắm đánh. 038 ăn uống chậm nhiên. Hai xe nha. Hai xe 2 tổng 20 nha. Chúng ta có số lớn.
A à, một một đó. Không số 6, tại không số 6. Tại không số 6. Một cầm 156 của Thanh Bồ Đôi đấy. Kiểu gì em được vào trong. Có chưa đây. Đây là 20 cái kim như thế nào? Chạy xe. Dễ lắm, dễ lắm, dễ lắm em ơi. Chơi như này dễ lắm. Đăng. Ghê chế cho sướng là. Chế này chế cho bằng hết thì thôi. Phải lột thật em. Quan trọng có người chúng tôi sẽ đấu cần qua được. Bài nhà sau chế luôn. Đây, bài nhà sau chế. Bấy cái đuôi á, loài một cộng đuôi đây. Ngay vị trí của đấu sẽ là bản một. Một bản đông, một tiếng bảy về bên phải. Ôi đừng mua nữa, đừng mua nữa. Không, bây giờ là đi bị bầm dơ. Mua nhiều là bị bầm dơ. Phải đừng dây con. Đừng bơi nè con. Đó, dừng lại chạy, chạy con. Rất đang ngọn ngang ngọn nghiêng rồi đây đây đang lại chim mà đang coi thích của anh quỷ thưa thưa chức đời sĩ của anh á trời chứ nó đẹp rồi cưng chứ trẻ nó đủ vô rồi đủ vô đẹp quá chơi này nha hơn đủ vô rồi đấy là đủ vô rồi trẻ này trẻ này con bố nó buồn lắm trẻ nó buồn chín buồn thưa sức đừng đáng ai mạnh nha anh em đây này coi đây thưa sức đây nha chế nào đây quá quỷ lại này các cái tiền rất đều tiên nhẹ nhàng chúng ta phải quan sát đây thưa chị cái đàn nhảy để lại kia nó tạm dừng cuộc chơi nhé không chết trẻ còn thưa những cái gì mà hãy thi đấu xuyên suốt cầu cảm động đấu gan kim chỉ cần lo nhiệt tiếp à? Ăn uống là chúng kim nó phải tạm dừng cuộc chơi các nghệ nhân ta hạn chế đường lai kia đó thì đây là công thời điểm nhạy cảm cho nên chúng ta đừng hạn chế đường lai kia con này bị la đấy chúng ta có thể quay lại và về nhà coi và sau khi họ đi kết thúc thì em ăn được rồi hai con này. Rõ nhất hai con chơi rõ nhất ràng. Năm con rõ nhất ràng thì mình hai con này. Năm con rõ nhất ràng thì mình hai con. Lượng đấu nhất là 47, 5 con rõ nhất ràng là hay nhất thôi. Chứ mà con hoài mà còn dài chưa nữa. Ngơ ngơ ngơ. Hai xe rồi em ơi, rồi này. Hai xe hai tổng 20 rồi. Nó ăn chuối em à, ăn chuối. Đưa sức nó ăn chuối nó quẹt quẹt cầu. Trước tiên, đầu tiên, không 54, dạ, tiếp quay em ha, trước tiên,
sĩ Long Cánh 172. Quái thú, quái thú á. Quái thú thứ hai 149. Quái thú top 20 đây. Quái thú đúng không? Ừ, quái thú, quái thú. Quái thú thứ ba 054. Yếu chậm cầu, chậm dọc. Trước tiên được tính là đấu không xuyên suốt. Là do chú Kim này à, đúng mà đang lấy rồi câu cao rồi đấy. Trước tiên còn lại đấu xuyên suốt. Trước tiên 1 kg nữa. Kim phiêu rồi mấy. Châu Lâm à. Lại trẻ tiếp đi à, Châu Lâm đang loài. Đang uống nhiều à. Ăn nó mỏ cái sức là 197 đúng không? Loài rồi, thế chức mấy loài. Châu Lâm ăn loài ăn uống nhiều. Anh chẳng là 97, 197 kia. Thưa chức vừa loài rồi. Anh cứ tưởng 197 là thực sức. Quay quay tới cái thằng cái đó quay quay lên nó còn cái nhân là nó bơ nè. Bây giờ con đi vô giữa nó đấm. Cứ sợ quá. Cứ ra luôn cho hai thằng. Alo. Đây cái qua thì mấy vòng thôi đi. Em đánh kinh khủng lắm, mình được khoảng 20 vòng rồi hết rồi. Các trọng này cho tín hiệu chúng tôi vẫn chia làm hai bảng để anh em ta tiện quan sát và tiện so sánh với bây giờ đang vô chưa vô 10 con mà tới 30 mấy vòng. Bảng đầu tiên bên tay phải 74 197 về phía bên sau một cả rồi chưa vô 10 con nữa quá hao lắm. Anh không có đi coi được cái trận này má với mở mang bây giờ mới bắt đầu này khủng khiếp đứt hết rồi, đứt hết rồi, đứt hết rồi. Vô dạy, trước mình vô dạy lớn đấy tầm cỡ à, con tuyệt vời biết đâu cái clip em quay em gửi anh đứng xuống nhặt cầu kèo anh có chân cầu kèo có cầu kèo với bố không à, đứng với bố lắm má lên vậy đó là cái anh quay clip anh coi đó. Để hai lần thôi. Đó đứng với bố mà đâu lên. Này các anh em lưu ý là chú chim 186 chú chim này không có phải là chú chim là múa một vòng chú chim múa rồi đấu múa đấu à. Trẻ tiếp cả rồi. Trẻ mới lo. Đó lên rồi. Ba tiếng rồi 4 tiếng rồi đấy. Nghe thật. Bốn là tầm 10. Một tầm 6 của Thắng. Chào một cả ba người đang xem nha. Cuối giờ rồi. Dạ con đi góc chính Bắc. Giờ mới tắm đấy. Con đi mua từ Bắc ra à, mua Hà Nội. Em mua không? Dạ, em mua hả? Em mua mới đem mua mấy ngày đó. Em mua Huế. À mua ngoài Bắc. Con đi mua ngoài Bắc. 600 củ thôi anh. Đó là tên gì? Quỳnh Dữ. Quỳnh Dữ. 600 củ thôi anh. Gì? Bao nhiêu năm nay? 4 năm để tiêm nó cũng như là hay quá nó đều ổn định 4 năm năm nay. Nhưng mà ngoài ngoài kia là ba sở hữu cái hiền hiền cao hiền ở Hà Nội. Một cái bảy cho em câu lạc bộ này. Nhiều chạm dòng bỏ mặt 1-0 nghĩa là để cho thằng em trước đó là hiền mà sau đó giờ là hiền. Theo mấy năm luôn à? 3 năm hết. Theo 3 năm. Cảm ơn mọi người. Và hai chú chim 108 và 186 chú chim 106 không thể là chú chim 106 con máy mà đem vào rùng một cái lồng cảnh một buông buông có con tập 20 rồi đem bao lâu chưa đem nơi thứ hai đem nơi thứ hai chuẩn bị trong lồng nha anh em hồ dừa đẹp hồ dừa rồi đó chơi
chỗ vô đó mà quảng giang được thì đi vô trong thôi. Rồi được rồi. Vô đó anh, vô đó anh, cảm sửa anh ơi. Con này vào trong cùng chỗ to. Ôi già là rồi xong. Đi bài rồi, đi đi. Em quay đi. Chuẩn bị tâm lòng anh em ơi. Sao chạy em ơi có hay luôn quỷ dữ dữ thôi sức hạ rồi anh ơi, con quỷ dữ thôi, chuẩn bị tâm lòng con 12 con nữa. Con được tầm 20 vừa rồi. Đúng rồi, con số 5 đó đúng không? Dạ, chào Lâm. Quỷ quá mạnh luôn. Hai quả quỷ ơi. Trẻ lắm. Trẻ đi. Cầm lòng luôn anh bà ơi. Tâm lòng anh em ơi. Không Các anh em quan sát tổng thể. Rồi đàn bố ơi. Kết nối tình thân. Đi hỏi đi trong trường có gì là xin chữ kết hay không? Không muốn chết mà con muốn bỏ ra một đồng lớn. Á sờ. Đồng lớn. Dạ anh. Hai vai mày. Dạ dạ. Trả chị Thùy ơi. chuẩn bị 30 con anh ơi. 580. Dạ dạ có đi anh. Dạ dạ dạ. Số anh Bú ấy. Dạ 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 dạ. Không bên là, dạ bên mày á. Rồi rồi rồi. Khánh.
theo 3 năm mà anh như này đâu anh bán cho nó 3 năm năm nào không hỏi. Em chờ nhau lâu rồi. Còn đó là con gì đó anh chị? Quỷ dữ. Quỷ dữ hay là quỷ sứ là quỷ dữ. Quỷ sứ là BD mẹ. Quỷ dữ là con Thánh nó đang giữ nè. Tôi muốn chết là chết đây. Hai con tốt 20, con tốt 10 nữa. Và sau khi tổng hợp kết quả ai cũng nhìn trời đó chị ơi. Sau đó lơ chim. Chị thị ơi. 186 4 trên 4 giống tập đoàn. 40 con thôi. Chú con sắp cả hai đứa kim 174 và 075. Yo! 10 con ơi. Con quỳ dự không sợ sợ em ơi, thôi sức lôi top 20. Tâm lòng thôi, tâm lòng anh em ơi. Rồi, còn nam có bưng miếng lưới á. Đừng hả? À, em biết rồi. Từ thôi anh ấy, tí nữa. Em đang lo chim á. Còn một lòng nữa. Còn lại để ban tổ chức, anh em vào trong đi. Số mấy nó? Số 6. Ngâm biển cả thôi. 6 ngâm biển á. 2 giờ gì đâu á, Quỳ 5 biển rồi. Anh em ơi. Giờ năm mô ok hết. Điều năm dừa lời hơn nhá.
Quang Môn lên rồi. 10 ngày nhanh này là 10 ngày nhanh đẳng cấp của đất đường. Các bên đẳng cấp dành cho một trang lệ thật lớn. Và xin mời 10 trọng đời. 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 Đừng đứng đừng đứng quấy đấy. Quấy rồi thôi. À. Có bên này quấy rồi thôi. Ở đây có Đắk Lắk, Bình Dương, Đà Nẵng, Đà Lạt. Bọn mừng với thật nhé. Bọn mừng. Thành phố Hồ Chí Minh phải. Cầm cò lên. Thành phố Hồ Chí Minh phải. Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Huế. Mình có hai đợt. Huế và Đà Nẵng. Tùy dư lẽ. Tùy dư lên, lên rồi anh em ơi. 66 sau lưng 35. Và chúng tôi có 30 giây để dành cho cầu xe cầu chuyển cầu. Đây, anh nào xe cầu chuyển cầu. Ủa, chết rồi. Đây, cầu xe cầu chuyển cầu. Con một mình quỳ dư thôi anh ơi. Thưa sức tộc 20. Làm nào. Quay không, quay không. Không gì được thôi. Có đi. Cả này là không được quay mà chứ đừng đáy quay là được anh em ơi. Anh em quay tạm thời đi được. Đang. Và đây là một chương trình được coi là hay nhất ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ thi đấu thành 3 lượt để vào vòng tứ kết. Các thành viên trong cái đội lượt đấu thứ nhất bắt đầu. Thôi đừng bơi nữa con, đừng bơi nữa. Tấn, tấn nữa đó. Bơi nào đó. Bơi gặp chim bơi là chỉ, gặp chim bơi là chỉ, gặp có. Từ em Hùng ơi. Bơi là chỉ. Qua bên đó không quay được. Anh em ơi, không còn. Có bên đó ngày đi dịch là cũng không được phải trực tiếp. Anh em tạm thời coi đi được. Coi dậu đây anh em ơi. Bởi dự quá. Cố lực đi. Mẹ. Cố con. Nó nói đừng nói đấy. Đừng nói gì nữa. Ủa lực cái con. Bởi rồi, bởi rồi, bởi rồi. Trẻ lắm à. Còn bên kia. Chú Kim 066, chú Kim muốn 58 giây. Chưa đủ nha, chú Kim 066 phải trẻ. Trẻ đó đấy, mình trẻ đấy. Trẻ đó, quý dư trẻ. 35 trẻ hả? Quý dư trẻ chứ. Đập luôn quý dư á. Biến rồi á. Còn luôn, hai đứa tự vô luôn. Mà ấy, cô quay rồi. Vỗ con, chặt với con. Bình thường. Chú ý, lượt đấu thứ nhất loại hai chú tiên còn 30 giây. Và hôm nay chúng ta bốc thăm số lớn thì chú tiên số 10 và số 6 sẽ được
ưu tiên đi trước, xin lỗi, số 10 và số 5. Số 10 và số 5 ưu tiên đi trước. Nhưng số 6 có 5 điểm. Đã kết thúc, xin mời các đại diện chúng ta tổng hợp kết quả. Là mày con hai con này. Rồi xong một bài, một bài đó. Ok em vô. Vô. Ok. Mà cái máy nam nóng. Huế con 1, Đà Nẵng con 1. Đà Nẵng là con 1. Bồi thân bay anh chị ơi. 1-1-7. 6-0-15. 35 là của anh Vinh Lê. Chị Thủy lá to lên nhớ quỳ trẻ chị ơi. Quả thủ quân hiệp hà top 20 thôi. Chú Kim 117 anh ơi. Thiếu nhất trong 10 chú Kim. Chú Kim quẹt cầu nhiều lần. Chú Kim 117. Bội thân lỗi thế hỏi đừng nói. Xin chúc mừng chú Kim quý khách đầu tiên. Bội thân lỗi rồi. Chúng tôi so kè hai chú Kim 069 và 015. Vô là chị gì ơi. 069 chú Kim này lỗi chi đấu không xuyên suốt hay lơ Kim. Chú Kim 069 càng về sau càng chơi tốt. Chú Kim 015 tạm dừng cuộc chơi. Mời chúng ta đẩy vô thôi. Quỳ vô tạm con, quỳ vô tạm con chị Thủy ơi. Và đó là mất lực của chú Kim 5-10. Lượt đấu này chúng tôi ưu tiên 1-5. Đại diện 066 và 035. Các trọng tài vào vị trí. Gần vong nhiều mất vô chưa. Các trọng tài cho tín hiệu lượt đấu thứ hai loại hai chú Kim bắt đầu. Chả chưa phạt xong chập nữa, chả thêm phạt nữa ăn chắc luôn. Nó có dựa có đủ mà còn không dựa rồi ăn chắc luôn. Và các nghệ nhân đang ngồi hàng ghế danh dự, chúng ta so sánh phim mình với 7 chú chim còn lại. Phim mình chỉ tặng hơn 2 chú chim rồi mình an tâm đi tiếp. Quỳ con tổ anh Sơn ơi, mình biết mà con tổ. Chỉ cần chậm nhịp. Gần con đi là có dừa rồi anh Sơn ơi. Những chim đó sẽ tạm dừng được chơi. Nó hay luôn. Con hướng không bổn như không á. Dạ. Hơn nhiều lắm. Vô con. Vô quỷ, vô con. Gì đó? Thank you.
Chờ đó con ơi, chờ đó con. Đủ mẹ. Có kết quả anh em ơi, bỏ tiếp thôi. Rung mình quá. Tim yếu hơn đây. Đi tiếp đó anh em ơi. Nào ơi. Có dừa đó, cổ nếu có dừa. Mày nồng rồi bánh. Muốn đủ mẹ, tao cầm nồng tìm mẹ luôn. Quái thú loài tỏ phát mưa đó. Và hai chú chim mà ai cũng nhìn thấy, chú chim chúng tôi đây có phải là lỗi, nhưng mà đây là những vòng sát chung kết. Những chú chim chỉ cần chậm nhịp, đấu không xuyên suốt thì nhẹ nhàng nào cũng nhìn thấy hai chú chim 069 và 004 tại hiện trường. Dạ đó. Ừ mày vô tiếp, biến tiếp. Con sầu con em ơi, con sầu con. Chín mới rồi, quỷ vô chín mới rồi. Quỷ vô chín mới rồi. Biết, biết, biết. Chắc cầm đàn chúng ta vào vị trí à, vào vị trí. Đừng mất thời gian chứ. Dạ anh chạy xe ra luôn anh Tả ơi. Chắc cầm đàn giới thiệu. Lượt đấu thứ ba. Bắt đầu. Hốt chặt đấy chứ Thùy ơi, để cho quỳ vô. Quỳ lá mạnh lên. Vạc lá luôn không ơi. Các chú chim rất đều. Nhất nhằm chúng ta quan sát 6 chú chim rất đều. Chưa bao giờ còn tốt sức. Chạy đi con ơi, chạy đi con ơi. Chả đấy con ơi, chả đấy quỷ ơi. Quỷ tới sáng quá, quỷ đi một trái tổ quá. Những chiếc chim đang đi đấu đều, chúng ta chỉ cần chậm nhịp, lơ chỉ đi 1-2 nhịp, để chim đó phải tạm dừng cuộc chơi. Chả quỷ ơi, chả đấy quỷ ơi. Chả đấy con, chả đấy con. 1-80 đấy, 1-80 đấy, 1-80 đấy, nơi này đó. Mình chọc tục quá. Lùm luôn bạn ơi. Bạn ơi. Với con lực đi con. Lực đi con. Đủ mẹ. Đừng rụ. Đủ mẹ mới. Ủa con, lực cái con. Chẹp đi, chẹp đi, chẹp đi, chẹp đi. Lượt đấu thứ 3 còn 30 giây nữa. Ủa mẹ, mới rung mình rồi đấy. Đã kết thúc lượt đấu thứ 3. Đủ mẹ, đủ cái, đủ mà. Các chú chim trên chân ghế chúng ta một chiếc ơi. Sáu chú chim một cặp ở đây đúng không ạ? Dù mà hớ mày con xung quanh được kêu. Và
đang nhìn thấy các chú chim an toàn. Chú chim 005, 002 là chú chim an toàn. Chú chim 006, chú chim có chủ mình, nhưng mà đó không phải là lỗi. Anh chị đang nhìn nhớ chủ mình, chú chim chơi rất tốt, chú chim vẫn an toàn. Sẵn sàng chúng kể thôi chị ơi. Chúng kể đó gì Thùy ơi? Chúng kể lắm em ơi. Có sức rồi. Chúng kết. Chúng kết, chúng kết. Anh Bảy ơi. Vô. Quá đó. Xa luôn. Ô tô chạy đâu vậy luôn. Ô tô chạy đâu vậy em ơi. Rồi sổ sổ đây đánh em nhá. Đây 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 đây. Chúng kẹt anh Tam ơi. Giờ chị Thùy vô thôi. Chúng kẹt. Chúng kẹt chị Thùy ơi. Ôi trời ơi. Xe hơi sẽ về đâu? Xe hơi về hơi. 3 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
Thì đây là có một chú chim đang làm việc ở cái chim bò này. Chú chim hai chú chim dễ thế chúng ta cứu lại. Chúng kết, chúng kết đó, chúng kết đó. Anh ơi, coi coi, coi coi lại chim đi. Chúng kết, coi anh ơi. Mỗi một con, chúng kết. Mỗi một con, mỗi con, mỗi con. Mỗi con, con, mỗi con, giật nghe. Nghe con, đi vô. Giật nghe con. Giật nghe con. Giật nghe con. Giật nghe con. Mỗi con, mỗi con. Nghe đâu rồi? Nghe đâu rồi? Mỗi con, mỗi con. Mỗi con. Cái động dữ lắm ha. Không có đâu. Ô tô bé huyện anh em ơi. Con khổ nữa. Con có. Chạy có. Ô tô bé huyện anh em ơi. Còn 6 giây nữa là chúng ta kết thúc. Chạy ra cái đường con. Hai. Hết chưa? Chơi xạo nhất anh em ơi. Thuộc. Mà làm đoàn đẹp nó vô nó nhận con mày nó xuống nó luôn. Nhất con rồi. Anh chạy ra hay anh chạy ra hay? Chạy ra luôn. Anh chạy ra hay? Anh chạy ra hay? Ô tô rồi, ô tô rồi. Chạy xe ra luôn anh em ơi. Ai đồ? Anh Long Nguyễn. À, dạ, dạ. Chắc nhất. Nhất. À.
Bơ. Cuộc bọc có thế. Chưa nhận được. Ủa, không có gọi. Tử là thế. Bên là thế. Bên chùa uống cà phê. Hả? Gì? Tay rồi. Xong rồi. Không sao xấu nhất. Nhất. Đẹp rồi. Chúc mừng nhé. Nhất rồi anh em ơi. Hai ngày đi xe vô sóc được. Chú Kim ok hỏi chậm đầu chậm bộ. Chú Kim 135 có vũ mình. Xin lỗi 135 có vũ mình. Chú Kim chơi tắt xuyên suốt. Chú Kim bồng rất nhiều. Chú Kim nhảy nhì 135 3 trên 4 Chúc mừng anh Vinh Lê Nhi nha. À là cái đồ này này này. Dạ. Dạ chào. Ngày khóc mang sơ về Huế. Dạ anh. Đông Hương. Nên ủng hộ quá. Dạ. Dạ, bỏ em vào Huế. Huế là một đặc giải. Dạ. Đi mấy con? Hai con, hai xe. Một cộng 20. Còn quá hai. Dạ anh. Câu đi là con sáu được, sáu là em à. Dạ. Chứ đang là kêu là nó bắt rồi. Không, bắt rồi hả? À. Chúc mừng. Bạn ra luôn nghe. Dạ. Đây dài cho xong nè. Thì phải đợi dài ra chứ. Thằng lấy mà đi ra mẹ đừng có chạy. Má hay quá. Rồi giờ em tắt lại rồi nha.